Cái bài này thì các bạn đầu tiên là các bạn lưu ý nhập nè. Dữ liệu làm từ màn hình web nè. Dùng thẻ input nè. Mình phải nhập cái gì? Đầu vào của mình nè. Sẽ có mã số sinh viên nè, họ tên, điểm nè. Toán lý hóa nè. Vậy thì mình phải tạo một input, hai input, 3 4 5 cái input nè các bạn. Và cái một cái nút submit để nhập ha. Đấy, mình cứ phân tích từ từ ha các bạn. Ở nhập, yêu cầu nhập dùng input thì mình làm input. Bài làm thêm ha. Đây. À, quản lý sinh viên ha. Cô ghi là quản lý sinh viên. .html. Cô thêm một cái script vào đây. Folder .js. Thêm một cái file script vào đây ha. File là quản lý sv.js ha. Đó. Cô sẽ nhúng vào đây. Cô thêm cái script. Thật ra script thì thêm đầu thêm cuối gì cũng được ha các bạn. Các bạn có thể thêm cuối ha. Rồi bây giờ cô tạo form nè. Form nè. À, trong form cô để cái input nha. Cái này cô nói có 5 input đúng không? Để P nè. Input nè. Cái này cô để cái ID nè. Là mã sinh viên nè. Text nè, mã sinh viên nè. Cái này là điểm tên sinh viên nè. Cái này là ID là điểm toán nè. Điểm toán nè. Copy đi ha. Lý hóa nè đúng không? Đấy. Các bạn phải có một cái nút để các bạn submit, tức là nhập. Value là nhập ha. Ok. Chạy thử ha. Này. Thấy chưa? Cái này các bạn để ok hơn á thì các bạn có thể là đây nhập từ form này nè, các bạn thì có thể là để cái placeholder vào đây. Là nhập mã nhập tên điểm toán để mình nhìn mình biết ha, điểm lý. Điểm hóa. Đây. Nhìn vào đây là mình sẽ nhập được ha. Đó. Và khi click chuột này nó sẽ insert. Rồi bây giờ mình bắt buộc là mình phải tạo nè. Xong rồi nhé. Cô để ID rồi nè. Mình truy xuất thông qua ID nè. Bây giờ mình bắt buộc mình phải nhập cái tạo một cái object. Nó có nhiều cách để tạo object nhá.
Bữa trước là cô gửi các bạn mấy cái video object á, là cô đã cho các bạn, không biết là bạn nào coi chưa, chưa coi thì coi lại video của cô nhé. Có 3 cách để tạo cái object, ok không? Đấy, thì bây giờ cô sẽ tạo một cái biến object rỗng và mảng mảng để lưu trữ cái các object này, tại vì các bạn không phải nhập một sinh viên mà các bạn nhập nhiều sinh viên. Thì đầu tiên bên này cô sẽ tạo một cái mảng các object, array SV này, danh sách sinh viên ha. Bằng mảng ha, mảng rỗng, mảng thì báo ở cái này thôi, để mảng rỗng. Đấy, JavaScript nó dễ tính vậy đó. Ok chưa? Rồi, bây giờ nè, object thì đầu tiên cũng để có thể để object rỗng ha. Chứ có gì. Nhưng từ từ mình sẽ đặt tên cho object. Object thì biết rồi đúng không? Ok không? Đấy, object thì là ví dụ như là vá objsv một object. Thì các bạn có gì đấy ạ? À, dấu mốc nhọn. Cái này cũng là object rỗng, muốn thêm gì thì thêm. Rồi, nhiệm vụ của các bạn là bây giờ khi các bạn nhấn click vào cái button nhập thì nó sẽ lấy được giá trị của mã, giá trị của tên, giá trị của anh này, giá trị của anh này, nó add vào cái object. À, sau đó nó lại add vào mạng là xong. Ok nhé. Rồi bây giờ cô sẽ viết cái hàm nhé. On click nè, là sự kiện on click ha, nó gọi cái hàm là ép nhập nhé, nhập hoặc add gì đó tùy mình ha, hoặc insert gì đó ha. Nhập, viết cái hàm để bên này, function ép nhập, viết vào thôi. Cô lấy ba giá trị, từ năm giá trị từ đây này xuống, và mã sẽ gắn bằng, mình có thể dùng câu lệnh là get element by id hoặc là query selection selector đều được hết nha. Đấy, query selector cái gì đó đều được hết. Thì mình cứ dùng có id rồi thì mình sẽ get element by id đi. Document.get element by id, truyền cái id vào. Mã thì là anh này. Chấm value. Rồi copy nhé. Tên, điểm toán, điểm lý, điểm hóa. Anh này tên đưa vào đây, toán đưa vào đây, lý đưa vào đây, khác điểm hóa đưa vào đây. Chưa, đổi tên các bạn, tên toán lý hóa. Ok xong, vậy là cô lấy được năm cái giá trị này, cô add nó vào object. Thì ra là object này là cái biến được cục bộ, cho nên các bạn để trong cũng được, không nhất thiết phải để ngoài. À, để trong hàm. Còn cái mảng là biến toàn cục, cho nên các bạn để ngoài cho cô. Ok không? Rồi. Tạo object nè. Thì mình để là tên, mã SV 2 chấm. À, cái này các bạn đưa cái mã vào. Mã phẩy. Được chưa? Hoặc các bạn để là như này cũng được nè. Đó là một cách ha. Cách thứ hai nè. Tạo một cái mảng, một cái object rỗng. Sau đó add từng cái một vào thôi. OBJSV chấm mã sinh viên sẽ gắn bằng mã. Đấy. Hoặc có thể viết như vậy cũng được nhé các bạn. Viết nhiều cách. Hoặc mình đưa vào một cái object cũng được. Cái này là tên sinh viên bằng tên. Okay. Cái này là điểm toán. Toán. Đó, giống như cái các bạn học thôi. Lý. Cái này điểm hóa ha.
từ như vậy. Vậy là mình có object xong rồi thì mình đẩy nó vào mảng. Thì mình có là array sv chấm push, đưa cái obj vào. Push là mình chèn một phân tử vào cuối mảng, là cái hàm push của mảng. Chèn một phân tử vào cuối mảng thì là hàm push. Rồi bây giờ nhá, khi gọi hàm nhập xong rồi mình console log ra cái array này nè, xem nó là cái gì nhá. Mình ra đi nhá, console log nè. À, array của mình là array sv chấm, à, các bạn chuyển nó thành từ object, từ mảng, các bạn cứ để này cũng được, array sv luôn ha. Mình put, mình log nó ra xem nó là cái gì. Rồi chạy anh này nhé. Rồi để con console log các bạn coi thử nhé. Đây để log nè. Array đầu tiên khởi tạo nó là không nè các bạn, len không nè, được chưa? Bây giờ các bạn thêm cái nhé, cô để tạm 1111 đi nhé, chưa bắt lỗi chưa gì cả nhé. Rồi nhấn nhập nè. Cô gọi sự kiện cho nhỉ, ép nhập. Gọi rồi. À, ok. Cô lốc anh SV ở trong này luôn, xin lỗi. Lốc ngoài này không biết đâu. Rồi, chạy lại nhé. Chạy lại nè. Lốc ở trong này luôn nhé. Một một nè. Và cô nhấn nhập nè. Đó. Thấy ra chưa? Vừa nhập vào nhé, vào mảng nè. Đưa 22 nhé. Nhập nè. Thêm một cái nữa nè. Đâu rồi? Đây. 22 nè. Thấy chưa? Phân tử đầu tiên là 11 nè. Phân tử thứ hai là 22, có chữ 22 cuối nè. Vậy là mình add được hai cái phân tử vào rồi các bạn nhé. Hai cái nè. Để thêm cái nữa là add là 3. Đó. Vậy là mình vừa làm xong cái bước thứ nhất. À, mình vừa làm xong cái bước thứ nhất là nhập dữ liệu từ thẻ input. Ok. Rồi. Bây giờ cái mảng sinh viên này nè là có rồi. Có dữ liệu luôn rồi. Ok. Bây giờ tính điểm trung bình cô tính sau nhé. Bây giờ cô xuất ra màn hình dạng bảng nè. Thì bây giờ cô xuất ngay ở phía dưới đoạn này nhé các bạn nhé. Cô xuất ở ngay dưới này. Thì dưới cái input này nè, cô để cái các bạn cái table. Ok không? Table. Ok. À, mình sẽ để bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột nhé. Mình có 5 trường đúng không? 5 trường, tức là 5 cột. Còn hàng thì chưa có. Đúng chưa? 5 cột. Ok. Nhưng mà trước mắt là các bạn cứ để cái table 0 đã. Và đặt cho cô một cái ID của table đi ha. ID của table. Ok chưa? Được chưa? Đó, các bạn để là table sinh viên nhé. Ok. Table sinh viên, đặt cho ID. Rồi các bạn để cô một cái thẻ TR. Cái này đặt thẻ TR cũng được, mà không đặt chưa đặt cũng được. Tùy mình ha. Thì bây giờ nè, thì đầu tiên nhá, à nó rỗng ha, đầu tiên nè, chạy lại đương nhiên nó sẽ clear hết dữ liệu nha các bạn, để mảng rỗng nè. Đó, còn cái việc mà các bạn muốn lưu cái dữ liệu này lên, lưu lại thì cô sẽ có cách. Ok, sẽ có cách nhá. Đó. À, nhưng mà bây giờ mình cứ làm cái đơn giản đã. Rồi, bây giờ cô sẽ tạo table xong. Bây giờ cô muốn load dữ liệu từ cái này lên table. Thì cô viết một cái hàm. Được chưa? Cô viết một cái hàm function f load đúng không? Data đúng không? Load data. Ok. Cái hàm load data này á thì các bạn lưu ý cho cô nha. Nó sẽ gọi khi nào? Khi mà anh này được refresh đúng không? Load. Đó. Hoặc là khi các bạn submit xong nó phải load lại cái dữ liệu. Ok không? Nó phải load lại cái dữ liệu. Được chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ làm công việc như sau. Thì để load dữ liệu lên table thì ta làm thế nào? Ta ghi ra trên table thôi.
Ví dụ cô làm một cái đơn giản như này nhé. Đầu tiên là cô sẽ lấy cái ID của table, ok không? Đây, mình sẽ có là gì đấy ạ? Và my table, đấy, table đi ha, gán bằng cũng document ha. Mình phải lấy cái phần tử đó thôi. Get element, tức là mình muốn truy xuất vào phần tử nào thì mình phải lấy được phần tử đó. Còn lấy như thế nào thì có nhiều cách ha. Đấy, cái get element by ID là một cách thôi. Có nhiều cách để lấy ha các bạn. Ok, là cái này cô lấy được bảng. Bây giờ cô dữ liệu, cô ghi cái dữ liệu lên bảng ha. Đây, cô ghi dữ liệu lên bảng thì cô chỉ cần nè. À, có nhiều cách ghi luôn. Làm table document DOM có cách ghi luôn. Nhưng bây giờ cô sẽ ghi đơn giản thôi. Cô ghi đơn giản thôi. À, đó là cô sẽ đầu tiên cô sẽ gì đấy ạ? À, cô sẽ tạo một cái chuỗi và struct gán bằng ví dụ cô để là thẻ TR. À, cô có một cái cách để ghi lên chuỗi ha, ghi chuỗi nè. Nhìn nhá. Cô sẽ không ghi để hai dấu nháy kép hoặc nháy đơn nữa, mà cô sẽ để cái gì ạ? Để dấu huyền. Cái dấu huyền này nó nằm ở dưới cái phím escape bên góc trên cùng bên trái của các bạn ấy, góc trên cùng bên trái, ok chưa? Đấy, nó là dấu huyền nhé. Ok chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ để nè. Đầu tiên là để thẻ TR. TR, thẻ mở, thẻ đóng TR ha. Rồi thẻ TH nè. Để nhìn nha, thẻ TH là cái tiêu đề ha. TH nè. À, mở thẻ TH nè, đóng nè. Rồi cô copy ha. Cái cột đầu tiên nè là cột mã, cột 2 là cột tên, là điểm toán, điểm lý, điểm hóa, đúng không? Các bạn thích tính điểm trung bình thì để một cột để tính điểm trung bình nữa, đúng không? Nhưng mà chưa tính thì mình để xong. Mình có thể thêm mà các bạn. Đây nè, đây là mã sinh viên, cái tên họ và tên. Đây này là toán, đây này là lý, đây là hóa nhé. Rồi, bây giờ cô muốn ghi nó vào anh này thì cô chỉ cần thêm một cái dòng lệnh là my table inner html bằng cái str là xong. Tức là cô ghi cái chuỗi, đây là một cái chuỗi, cái chuỗi này cô muốn nó nhận biết là html thì cô phải ghi bằng inner html. Rồi bây giờ chạy lên nhé. Muốn chạy được thì cô phải gọi anh này. Anh này thì gọi ở đâu cũng được, mà có thể gọi ở onload cũng được ngay từ đầu. Đấy, ok chưa? Rồi chạy thử. Đấy, có table chưa? Table thì các bạn để cái border bằng 1, width các bạn để là 100%, 50% đi ha. Như vậy. Đấy, width 50%. Đấy, tùy mình để 100% cũng được ha. Đấy, nó sẽ tràn ra hết đúng không? Xong chưa? Đấy, thì vậy thôi. Vậy thì để các bạn ghi ra một bất cứ một cái gì lên thì ta lấy được cái phần tử đó. Xong cái phần tử này là cái bảng đúng không? Cái bảng này. Thì sau đó thì lấy cái bảng này bằng document get element by ID này. Đúng không? Sau đấy thì mình chỉ đưa một cái chuỗi và mình chỉ cần ghi cái chuỗi này vào là xong. Thì cái này là cái tiêu đề nhá. Đó, tiêu đề. Ok. Rồi. Chưa? Các bạn đầu tiên mà chưa muốn ghi tiêu đề này thì cũng có cách, nhưng mà mình cứ để đấy để nhìn đã. Rồi bây giờ nè. Bước tiếp theo là bây giờ khi các bạn insert dữ liệu vào. Insert cái 11122 này vào. Đúng không? Đó, insert nó vào. Khi nhấn insert một cái, nhấn nhập một cái thì dữ liệu đương nhiên nó sẽ có một cái dòng đây. Và cái dòng này sẽ đổ lên table này này.
đúng không? Bây giờ cô sẽ nhiệm vụ là cô phải đổ mảng này lên table. Vậy thì mình giả sử mình coi cái mảng này có rồi, mảng này là biến toàn cục, cho nên là tất cả các hàm đều nhìn thấy. Bởi vậy ở đây cô sẽ coi như là cái mảng này có rồi. Thì cô sẽ dùng vùng là for. For hoặc for x. Hiểu không? For hoặc for x element. Ở đây cô để array là cô để là, ở đây là array SV này. Cô sẽ for x cái anh này. Hoặc các bạn muốn dễ hiểu hơn thì cô dùng for bình thường thôi. For bình thường thôi. Đó, ở đây cô để là y. Ở đây là cô để là array SV chấm len, y chạy từ 0, y nhỏ hơn array chấm len, y cộng cộng. Rồi bây giờ cô muốn làm gì thì cô làm. Đó. À bây giờ cô sẽ nối cái chuỗi này thôi. Đơn giản là cô sẽ nối cái chuỗi này thôi. Cộng bằng, nối chuỗi ha. Cô sẽ nối tiếp cái chuỗi này. Nhớ là cô để dấu huyền nhé. Rồi. Vậy thì ở đây các bạn, cô sẽ copy anh này nè. Chưa? Tại vì nó cũng là là thẻ TR mà, đúng không? À, tuy nhiên cái này cô sẽ để cái gì ạ? Cô để là thẻ TD ha. Đây. Đây cô thay bằng TD, chưa? TD. Ok chưa? TD. Rồi, dữ liệu nè. Dữ liệu đổ thì mình có cách đổ như này các bạn nè. Nó không, cô không dùng nối chuỗi. Mà cái này là chỉ thêm cho các bạn nhé. Cô dùng đô la dấu mốc nhọn nè. À ở đây sẽ cô sẽ để là từng cái array nè, phần tử nè. Array y. Y nè. Array y, array svi. À thì anh này chính là cái mỗi phần tử của mảng. À, thì nó chính là một object. Bây giờ muốn lấy mã thì mình chỉ cần là mã sv thôi. Mình lấy cái dữ liệu của nó thôi. Đúng không? Tương tự như vậy, cô copy anh này nhé. Thì mình sẽ lấy tên mỗi phần tử của nó nhé. Object mình truy xuất là gì ạ? À, cái phần tử object và một cái object và từng phần tử của nó. Đúng không? Đó. Đấy. Thì mình coi object của mình là cái gì nhá. À, mã nè, tên nè. Đúng chưa? Mỗi phần tử của nó nè, xong đến toán lý hóa đúng không? Đây là toán nè. Cái này là lý nè. Cái này là hóa nè. Ok. Toán lý hóa nhé. Được chưa? Rồi, bây giờ mình thử nhá. Con nó tự động nó nối chuỗi thôi, nó nối anh này với anh này thôi và nó ghi lên cái HTML là xong. Đấy, bây giờ chạy lại nè. Cái này cô để là 11 đi ha. Đấy. Đó, để đại thôi. Tí nữa mình test dữ liệu thực. Rồi. À, bây giờ nó chưa ghi lên đây. Bởi vì chưa gọi thì nó chưa ghi thôi. Bây giờ mình gọi nó ở đâu? Khi insert xong mình gọi luôn. Vậy cô phải gọi nó ở đây. Ok chưa? Cô phải cố nó ở đây, gọi nó ở đây. Insert xong gọi nó để nó load dữ liệu lại. Nếu không nó không load đâu. Vậy nó khi nó load dữ liệu lại thì sao? À, nhớ nha. Cái chuỗi này có thể nó nối, cho nên là khi load lại thì nó sẽ clear, nó làm lại từ đầu. Cho nên không sao hết nha. Nhớ này, chạy lại ha. Nhìn nào. 1. Đấy nhá. Chạy nhá. Nhập. Ra chưa? Tiếp nè. À, khi nhập xong thì các bạn có thể clear dữ liệu để các bạn nhập tiếp. À, nhưng mà chưa clear thì mình cứ nhập đại đi ha. Nhập xong phải clear dữ liệu đi nhá. Rồi nhập tiếp cái nữa nè. Hai nè. Thấy chưa? Đó, thỏa mãn bài chưa? Đấy, vậy thôi. Vậy thì khi mà nhập xong thì dữ liệu clear hết. Clear hết là cái anh này nè. À, mình viết một cái hàm clear data thôi. À, function clear data, clear form thôi. Ok, thì cô để cả cái này là cô để nó bằng rỗng là được rồi. Đây, cô cắt cái anh này đi ha. Chưa? Cô cắt anh này đi. Chưa? Cô gắn bằng rỗng.
rỗng nè, copy nhé, gắn bằng rỗng là được, thấy không? Rồi khi insert xong thì các bạn gọi cái hàm clear data này cho cô. Insert load data, load cái này xong thì các bạn có thể clear data hoặc clear data trước, mấy cái này nó độc lập nhá. Bây giờ này, một hoặc là cô sẽ để form.reset, cô không cần clear, để tí nữa cô sửa lại cái code nhé. Form.reset là được. Rồi nhập nè. Đồng thời nó clear dữ liệu đúng không? Clear sạch nè. Hai nè. Nhập nè. Clear nè, thấy chưa? Hoặc các bạn nhấn form.reset về form của mình đây nè các bạn. Form của mình đây. Form các bạn cũng đặt name hoặc ID. Hoặc là các bạn để form này cũng được nè. Các bạn để form này cũng được nè. Xóa hết anh này đi ha. Các bạn để là form. À form thì nó sẽ có document chấm form. Form. Thấy không? Và mình lấy cái nó có thể có nhiều form. Thì ở đây là các bạn phải có nhiều form, mà bây giờ cô lấy cái form nó chỉ lấy một form thôi. Mà cái này nó trả về mảng thì các bạn để form 0 cho cô. Chấm reset. Chấm cái hàm reset này nè. Ok chưa? Lại nhá. Một. Nhập cái nè. Tự động reset nha. Nó reset form nè. Khỏi cần đặt tên form, để form 0 được rồi. Xóa anh này đi. Lý do thế này, tại sao để form mà để 0? Tại vì hàm form, một là các bạn đặt ID cho form, xong get element by ID, xong chấm clear cũng được. Hoặc là các bạn dùng cái này, tại vì document chấm form rất là nó trả về nhiều cái form. Mà form này có là số nhiều, nhưng mà hiện tại là mình có một form à. Mình lấy cái đầu tiên mình clear. Ok chưa? Reset này đi. Là xong. Để đơn giản chưa? Đó, vậy là mình làm xong rồi. Bây giờ mình thêm tính năng nữa nha. Tính điểm trung bình. Xét học lực. Mình muốn xét sao xét, vậy mình sẽ viết một cái hàm tính trung bình và một cái hàm tính học lực. Đúng không? Đó. Đấy. Ok. Function thôi. Tính trung bình. Nhập vào điểm toán lý hóa, nhập truyền vào đối số nhé. Hoặc là viết hàm trong object nha. Bây giờ chỉ cho cách viết hàm trong object luôn này. Không viết ở đây. Học object thì phải làm hàm gắn với object nha. Đây obj. Objsv chấm tính trung bình ha. Cô sẽ bằng function này. Rồi mở mốc tròn nè. Đấy, return nè. Dit chấm toán nè. Dit là gì? Dit là chính object đó là dit nè. Object đó nè. Cùng object nha. Thì dit chính là chính object đó và lấy cái thuộc tính toán của chính object này. Cho nên mình sẽ là dit chấm toán nè. Dit chấm lý nè. Cộng dit chấm hóa nè. À, chia cho 3 đúng không? Return anh này. Ok. Rồi. Rồi. Bây giờ cô sẽ viết một cái hàm nữa. Là hàm xuất điểm trung bình đúng không? Ok. Đấy, xuất điểm trung bình. Thì thực ra là cái này ngoài cái việc lưu dữ liệu thì nó có thể có cả object nữa. Đấy, cái này thì cô tạm thời cô đang lưu dữ liệu trước ha. Các bạn chạy ra các bạn thấy nó có cả cái method nữa nhé. Rồi bây giờ các bạn có obj sv chấm xếp loại đúng không, sẽ gắn bằng function tiếp đó. Rồi các bạn if thôi, if cái dit chấm tính trung bình cái hàm này mà cái này lớn hơn hoặc bằng 8 thì ví dụ các bạn để cho cô là cái này là return
Phải xuất sắc ha. Sinh học sinh giỏi. Giỏi đi. Giỏi được rồi. Ok. Else if. Tiếp. Chấm tính. Cô gọi đúng cái hàm tính trung bình của nó. Ok không? Đó. Mà lớn hơn hoặc bằng 6. Lớn hơn bằng 5 đi. Đó đây cô làm cho vui thôi. Thì là đạt đúng không? Return là khá và trung bình. Thì cô gọi là trung bình khá. Cho vui thôi ha. Mình có thể làm nhiều cấp. Để cô làm một vài cấp thôi. Còn ngược lại thì các bạn return yếu kém. Yếu và kém thì cái này gọi là yếu kém đúng không? Là xong cái hàm này. Rồi. Thậm chí các bạn gọi luôn cái hàm xuất ha, nhưng mà thôi. Ở đây có thể gọi luôn cái hàm xuất để xuất ra table luôn. Đây, xuất ra table như này luôn. Tại vì cái này là table mà TR xuất ra TR luôn nhá. Đấy. À, cũng được ha. Return anh này các bạn nhé. Return anh này được hết nha. Rồi bây giờ cô sẽ return anh này cho các bạn coi nè. Viết lại nhá. Cái này là khi nãy là thành công rồi ha. Thành công rồi, mình làm xong rồi. Bây giờ mình viết lại nè. Các bạn chịu khó ngồi coi nha. Cô viết thêm cái nữa là OBG SV chấm xuất dòng. Xuất dòng đi ha, theo một dòng bằng function. Đó. Viết hàm thôi. Viết hàm xuất thôi, tách nó ra. Cô để cái này return anh này các bạn nhé. Return luôn cả anh này nè. Thấy chưa? Return anh này. Return. Nhưng mà đây không phải là array nữa. Mà trong này cô sẽ để là gì? Vẫn dấu nháy nhé các bạn. Giống dấu huyền nè. Vẫn mở dấu huyền, đóng dấu huyền nè. TR các bạn để khỏi nhầm lẫn. Các bạn hoàn toàn có thể để lên trên này nè. Để chính xác cái dấu huyền nè. Đấy, để hiểu là có cái dấu đóng mở đấy ha. Dấu mở đây, dấu đóng đấy ha. Ở đây cô sẽ lấy dit chấm mã. Cô sẽ lấy ra dit chấm mã. Cô xuất đúng dit chấm mã. Đúng không? Dit cái này là dit nha. Để cô Hoàng cô để này cho nó nhanh nè. Ở đây nè, cô bôi anh này, cô để Ctrl D ha. Ctrl D cô bôi hết nè. Xong cô thay bằng dit nè. Kế chưa? Rồi. Bây giờ cô muốn xuất điểm trung bình thì cô thêm một thẻ td vào đây nữa nha. Dit chấm tính trung bình hả? À. Rồi. Rồi cái này cô thêm cái nữa nha. Cái này là xếp loại nha. Nó là hàm cho nên phải để dấu móc nha. Dấu móc tròn nha. Rồi vậy là cô vừa xong cái hàm xuất dòng. Đấy bây giờ nhá. Cô có một object. Cô add thuộc tính cho object đó. Cô viết một cái method, phương thức là tính trung bình. Một method là xếp loại. Trong xếp loại thì cô gọi đến cái method tính trung bình. Cho nên khi gọi tới cô sẽ để dit. Rồi ở đây cô có thể xuất dòng, xuất theo thẻ TR. Nó miễn là nó sẽ return cho cô một cái dòng TR. Trong TR nó lấy được các cái giá trị của anh này. Được chưa? Rồi. Giả sử bây giờ hàm load data. Load data. Cô để str cộng bằng. Cô gọi tới cái array sinh viên. Cô rất là ngắn gọn nè, y nè. Cái này là một, cái này là mảng. Và cái này là một phần tử của mảng. Mà một phần tử của mảng thì cũng chính là object luôn. À, cũng là chính là object luôn. Và khi object này các bạn chấm xuất thông tin là xong. Xuất dòng là xong. Đó, cô không cần biết nhiều. Các bạn thấy nó cực kỳ ngắn gọn ha. Rồi, bây giờ cô thiếu hai cột nữa. Thì cô thêm vào đây. Một cột là gì ạ? Một cột là điểm trung bình. Một điểm cột là xếp loại đúng không? Rồi, chạy thử nha. Thêm điểm trung bình xếp loại nè. Nó tự tính á. Rồi, cô để là 7 8 cái này là 9. Ok, rồi, nhập nha. Ồ,
sao được ủa sao được 326 dữ vậy trời. Rồi thiếu gì các bạn biết không ạ? Nó coi là tách đúng không, cho nên cái này các bạn phải là để gì ạ? Number, hoặc là ở đây các bạn để cho cô là number ở đây này ha, để number ở đây cho chắc ăn nè, hoặc là để number phía trên này cũng được nè, ok chưa? À khoan, sao lại number ở mã, sorry, ở điểm toán nè, điểm lý nè, điểm hóa nè, phải để số nha, đồng ý với cô không? Ok đó, lại nha. Đây, 1 1, đấy, 5 6 7, nhập trung bình khá đúng chưa, các bạn thấy ổn không? Thêm cái nữa nha, 2 2 7 8 9, nhập nào, đã giỏi chưa? Alright, ổn không, hiểu không các bạn ơi? Vậy là xong các bạn, xong rồi, nhiệm vụ các bạn làm sao làm cho nó đẹp thôi, ok không? Alo, dạ hiểu ạ. Hiểu đúng không? Ok rồi, vậy thì cô, các bạn thấy là cô viết gọn lại nhá, cô viết tất cả mọi thứ là cô đều đưa vào object hết nha, đưa object vào đây thì cô gọi từ object ra nè. Đây, cái này là mảng, cái này mỗi phần tử của mảng sẽ là object, thì cô xuất thông tin thì cô chỉ dùng gọi cái hàm xuất dòng là xong, xuất dòng cô đây. Vậy cô sẽ có cái gì ạ? À, có cái hàm method tính trung bình, method xếp loại và cuối cùng là method xuất thông tin cho các bạn gọi thôi. Nếu các bạn không làm method xuất dòng này cũng được, các bạn viết ngay ở đây giống khi nãy á. Hiểu hiểu ý cô không? Đã xong rồi. Ok, tạm dừng xíu nha. Chỗ này nếu các bạn mà để nhảy đơn hoặc nhảy kép nhá, cô viết lại cho các bạn coi nè. Cô để cái chuỗi nha. Vastr bằng, nếu cô để nhảy kép này, nhìn nè, cô copy anh này vào là lỗi ngay ha. Đây, nó bảo lỗi, thấy chưa? Thấy lỗi chưa? Bây giờ không muốn cái này lỗi thì các bạn bắt buộc phải nối chuỗi. À, giả sử cái này các bạn để lên chuỗi thì khỏi nối nè, đến đây là hết lỗi nè, và biến nè, cái này gọi là dữ liệu nè, dữ liệu không để dấu này được, mà dữ liệu sẽ xóa hành đô la này đi, phải dùng nối chuỗi nha, cô sẽ để dấu nháy, nối chuỗi là còng nè, thấy chưa, còng nè, nối chuỗi ha, chuỗi còng với một giá trị thì nó mới ra được cho em một chuỗi. Rồi đây xong một cái td đúng không, rồi muốn xuống dòng nè thì phải còng chuỗi, rồi cô táo cái này vô, cái này thẻ td đúng không, cho vô thẳng cái chỗ td nè, đấy, anh này cũng để chuỗi nè, rồi để còng nè, được chưa? Nhưng mà anh này nó không chịu đâu, nếu để về nó hiểu là chuỗi, cho nên cô sẽ copy anh này, cô sẽ nối, cực không? Bây giờ thấy cực không? Quá cực đúng không? Ctrl V, vậy cái này sẽ là đít chấm tên đúng không? Đúng chưa? Tương tự như vậy, anh này lại táp vô, đúng chưa? Đấy, cộng lại đúng không? Cái này điểm toán đúng không? Vậy mình sẽ không để đít này, mà mình sẽ copy anh này vô. Đấy, vậy là cái này nó tương đương là vẫn chạy được nhá, nhưng mà nó cực lắm. Để dấu cộng, cái này gọi là nối chuỗi nha các bạn ơi. Rồi tương tự tôi táp hết anh này vô đi ha. Đấy, khỏi mất công ha, đó. Bây giờ là nối chuỗi thôi. Sửa lại nhé. Cộng C nè, V nè, V nè, V nè. Ok. Cái này là nhảy kép nè, kép nè. Cái này cũng vậy. Xong. Đấy, hết lỗi chưa? Rồi riêng cái dữ liệu này mà muốn nó chạy được đương nhiên phải đổi rồi. Cái này là lý, cái này sẽ là lý đúng không? Tương tự cái này sẽ là gì? Cái này sẽ là hóa. Còn cái này thì là
Tính gì ạ? Tính trung bình. Đó. Vậy đó, nếu mà chuẩn của nó sẽ là cái này. Xếp loại. Đó. Nếu để mà nháy kép hoặc nháy đơn, tại vì nháy kép và nháy đơn bản chất nó giống nhau. Ok, vậy cái này cô comment anh này lại nhá. Rồi bây giờ cô return à, str ha. Ok, hoàn toàn được, bình thường nhé. Rồi chạy nhé. Trời ơi, thích ghê, mất công cô format nó. Auto format này gớm không này. Mày kệ nó đi nhá. Nó auto format đấy các bạn. Rồi ok. Đấy, tiền nhưng mà cũng có lời bất cập hại không. Rồi chạy lại nhé. Một một à, năm sáu bảy nhập không thay đổi nhé. Thì hai cái này giống nhau à, nhưng ký tự dấu huyền là một cái dạng ký tự đặc biệt, các bạn hiểu không? Đấy, dùng cái dấu huyền á, thứ nhất là các bạn không cần nối chuỗi, không cần nối chuỗi như thế này. Thứ hai nữa, biến nó sẽ lấy giá trị biến, không cần phải còng chuỗi với biến, mà mình chỉ cần đặt cái biến này nè trong dấu đô la và móc nhọn là được, hiểu không? Understand? Bạn hiểu chưa bạn ơi? Bạn nào đặt câu hỏi cho cô khi nãy đó? Dạ Alo. hiểu rồi cô, hiểu Ừ. rồi cô. Ok. Đấy, mở comment ra nha. Vậy thôi. À, và cái dấu huyền là một cái ký tự đặc biệt nha, và cách dùng dấu huyền là nó tiện hơn rất là nhiều, các bạn thấy không? Nhìn cái nối chuỗi nó rất là rối rắm, các bạn mà nhìn là các bạn hoa mắt. Nhưng mà nhìn cái này các bạn nhìn rất là dễ. Đây là cái dữ liệu này, chỉ cần đặt nó đô la và dấu móc nhọn là được. Đúng không? Là xong. Ok, cái này cũng vậy. Đấy, và cái kết quả thì nó như nhau. Đấy, và sau này thì các bạn có thể thay cái dấu dấu nháy đấy bằng dấu huyền. Nhiều người là thường xuyên dùng dấu huyền. Và khi mà xuất ra một cái chuỗi phức tạp, cái chuỗi phức tạp người ta ít khi dùng dấu nháy đơn, dấu nháy kép lắm. Dùng dấu nháy dấu huyền là phải ok nhất nhé. Rồi. Ok. Rồi, giờ làm gì tiếp nào? À, bây giờ cô sẽ làm tiếp cái phần là sửa xóa giả chẳng hạn đúng không? Đấy, bây giờ nè. Nếu mà làm sửa xóa thì các bạn làm sửa xóa thì các bạn làm thêm cho cô một cái cột nữa để cái link cho phép nó sửa xóa, hoặc là để cái button hoặc là icon sửa hoặc xóa. Ok, rồi cô sẽ thêm một cột nữa ở đây, cô sẽ thêm một cột nữa, cột rỗng để cái bảng cho nó đẹp ha. Và ở đây cô thêm một cột nữa là td, đóng thẻ td lại. Ở đây cô để cái sửa và xóa, có thể để hình nhé các bạn, có thể để hình hoặc là để thẻ link, thẻ A đều được hết, hoặc là để một cái gì đó. À, cô để thẻ A name, thẻ A name đi ha, bằng cái gì đó, hoặc là cô để thẻ A. Ok rồi, hoặc là để cô để thẻ bất cứ thẻ gì, thẻ thẻ span cũng được, span thẻ gì cũng được, cô sẽ xử lý được anh này đấy ha, span. Rồi cái này là sửa, đóng cái thẻ span lại đó, xong cái này cô copy cái này là xóa. Đây. À, nó sẽ thêm một cột nữa và cô insert cái mới thì nó sẽ cho cô một cái sửa cái xóa. Insert cái thì nó sẽ một cái sửa cái xóa đây. Ok chưa? Rồi, nó là cột thứ mấy? 1 2 3 4 5 6 7 8 đúng không? Cột thứ 8. Thì cô sẽ đặt CSS muốn cân giữ anh này á.
Thì các bạn có thể đặt CSS cho anh này. Thì cách đặt CSS này, à mình sẽ có thẻ TR, trong thẻ TR nó sẽ có TD. À TD thì mình sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái TD. Vậy muốn mà đặt CSS cho TD thứ 8 này thì mình sẽ có một cái cách như sau nè các bạn. Style mình đặt nè, table à, TR xong TD xong cái N, cái vị trí con thứ 8 của nó. À cô đặt CSS cho nó là TextAlign Center ha. Okay. Đấy, chạy thử nhá. Xem nó căn dưới chứ nhá. Nhập nào. Đấy, căn dưới chưa? Rồi. Thẻ sửa xóa đây nè. Sửa xóa này. Thì các bạn có thể đặt span cho nó. Thấy chưa? Thẻ span. Thì cái thẻ span này á, các bạn để cho nó gạch chân. À, cô để cái thẻ span nè. Tùy ha, các bạn có thể cái này cô gọi là cái selector nha các bạn. Cái selector này viết nhiều cái rất là thú vị nè. Đấy, cô để cho thẻ span nè. Để color màu xanh nè. Blue nè. Text decoration nè. Các bạn để underline căn gạch chân nè. Rồi con trỏ cursor nè, con trỏ nè. Để pointer nè. Thì các bạn chạy á. Ồ, cái này phải có dữ liệu nó mới ra. Nó phải đi kèm với dữ liệu nhá. Không có dữ liệu thì không có mấy nút này. Nó hay vậy đó, nhập cái. Thì có phải là cái này các bạn cảm giác như là thẻ link không? Các bạn cảm giác như thẻ link không? Đấy, đưa con trỏ vô nè, nó có bàn tay nè, giống như cái link vậy đó. Thấy không ạ? Ok. À, nhưng thực ra không phải thẻ A nhé, các bạn cảm giác giống thẻ A nhưng không phải thẻ A. Với các bạn bắt sự kiện on click vào đây thôi. À, khi cô on click vào sửa thì cái dòng này nè, cái object này nè, nó sẽ được đẩy lên đây. Nó sẽ đẩy lên đây. À, ok. Nó phải lấy theo object. Ok không ạ? Vậy thứ nhất các bạn phải hiểu là một cái object nó sẽ xử lý. Cái bảng này cô không biết nó như thế nào, nhưng tôi sẽ xử lý theo cái mảng này. Vậy là cô sẽ phải lưu lại cái gì đấy ạ? Cái này là cái, một là cô truyền object này, hai là cô truyền cái ID của object hoặc là vị trí của nó, dòng 1, dòng 2, dòng 3. Tức là cái này sẽ là dữ liệu, nó sẽ là số 0, số 1, số 2, số 3. Vậy thì à, ở đây cô sẽ lưu cái gì? Khi bấm ở đây nè, cô sẽ để sự kiện on click vào đây. À, sự kiện on click nè. Thì khi cô bấm vào thì cô sẽ gọi một cái hàm. Hàm này là hàm để show dữ liệu đúng không? Hàm để show dữ liệu thì cô để là show detail đi ha. Detail là chi tiết ha. Đó, cái hàm chi tiết. Vậy thì cái hàm chi tiết này nè. Chi tiết đi. Chi tiết. Thì cái hàm chi tiết này nè. Show chi tiết này. Thì nó phải truyền cái gì vào? À, truyền cái gì vào để cho cái input nó nhận ra. À, hoặc là khi mà gọi đến cái hàm chi tiết, gọi đến cái hàm chi tiết thì lập tức input, mấy cái thẻ input này nó sẽ fill dữ liệu vào. Ok không? Nhá. Thì vậy bây giờ nè, cô sẽ làm cái gì đây? À, cô phải viết cái hàm chi tiết này. Ok không? Đó. Vậy cái hàm chi tiết này nó sẽ lấy, cô viết kèm vào trong này nhá. Cô sẽ viết kèm vào trong này. Thực ra cũng viết được, cô nên hay không thôi. Viết kèm vào trong này là detail, hoặc là viết một cái hàm độc lập ra ngoài luôn. À, cái anh object, cái anh này vậy đó, nó là một nửa, nửa này nửa kia. Có thể là function hoặc là object. Nếu viết, muốn viết function thì viết riêng ra, hiểu không? Nếu muốn viết object thì viết hẳn vào trong object. Đúng ạ. Rồi, cô viết thêm một cái nhé, viết cho vui. À, obgsv.detail ha. Chi tiết. Detail đi ha. Detail, chi tiết đi. Chi tiết bằng cái này là khi on click thì nó gọi đến cái dit chấm
chi tiết. Thấy không? Ok. Cái này sẽ là bằng. Ủa? Bằng function. Thấy không? Ok. Yeah. Chi tiết bằng function. Ok. Rồi. Vậy thì cô sẽ làm gì đây? Cô sẽ lấy anh này. Cô sẽ fill dữ liệu vào thôi. Cô bỏ khúc này đi thôi. Đúng không? À, trên này có chưa? À, không, xóa mất nè. Ok. Rồi. Anh này sẽ cố gắn bằng cái gì đây? Gắn bằng đít chấm mã của chính nó luôn. Cái này là bằng đít chấm tên, rồi đít chấm toán. Copy nha. Copy cho nó nhanh, giống nhau copy cho nó nhanh. Đúng không? Cố toàn Ctrl C, Ctrl V không. Đó, cái này là hóa nha. Rồi, chạy thử nha. Nó gọi đến đít chấm chi tiết nào. Thì nó sẽ phiu xuống đây. Để chạy thử nha. À, PS0001. À, Nguyễn Văn A. Văn Anh đi ha. 7, 8, 9. Nhập cái. Và thêm người nữa. PS0002. À, Trần Thị Thảo đi. 3, 6, 7, 8. Nhập cái. Rồi. Bây giờ fill thử nha, sửa nào. À không ra. Không ra thì mình để cái F12 xem nó vào lỗi gì. Đấy, lỗi nha, vào nào. This chi tiết is not a function. À, nó bảo là không phải function. Không phải function thì vì sao? Nó bảo cái anh này nè. Không phải function. Nó đưa vào đây. OBG. Sao lại không phải function? Đưa vào đây, để trên nha. Coi nào, deep function chi tiết obj, đúng rồi, deep chi tiết, đúng mà, copy thôi, thử xem nó có lỗi chính tả. Có vẻ như không lỗi chính tả, không lỗi chính tả. On click nó gọi đến cái này, span trở lại nha. Trống rồi đúng không? Nhấn sửa cái nào. À. On click. On click. Rồi rồi. Fan. Cái console. Có cái console của cô đâu. Đây. Bấm vô đây ha. Sinh viên. Rồi, ok, ok. Form. Table. Table. Nó bảo cái chỗ này. Append child. Xử lý cái data. Khi nhấn sửa nó bảo cái này không phải function. Once again on click sinh viên script. Script quản lý sinh viên. Rồi, nó lỗi. Có thể viết cách khác cũng được, từ từ nha. Vậy là vào đây thì nó không được. Từ từ, nó sẽ.
Ai ai nhắn gì thì nói đi em ơi. Ở đây là on click ditch push anh này. Cô cho em hỏi là nếu mà cô để cái phần xóa trên cái sự kiện on click vậy thì mình có thể dùng ví dụ dùng cái ảnh viên hướng dẫn cái gì, nhưng mà ở trong cái lớp 5 mình nên có remove child, mình có thể sử dụng cái đó được không? À, cái này khác em. Remove child tức là em có phần tử rồi. Cái này thì cô đang hoàn toàn sử dụng ở trên cái anh này. Remove child là em chỉ là remove cái HTML thôi. Còn bản thân mảng thì nó không có remove ha. Em muốn mà remove mảng á thì em phải à, em muốn là làm với dữ liệu á thì em phải remove mảng nhé. Còn khi các bạn remove có bất cứ child hay là các cái nốt á thì cái đấy là hoàn toàn các bạn làm việc trên HTML nhé. Đấy. Rồi, ok, vậy thì nếu mà lỗi thì mình tách nó ra thôi. Sửa xóa tách ra cũng được nhé. Đấy, insert load data, insert rồi. Vậy thì cô sẽ viết cái hàm này tách ra. Viết hàm tách ra, ok. Chưa? Cô tách cái hàm này ra. Cô để là va đi ha. Hoặc là khỏi va. Cô để cái function chi tiết vào đây. Ok. Đặt tên cho nó. Rồi. Function có tên à. Và đây thì những cái này ở đâu ra? Những cái này các bạn truyền vào. Ví dụ các bạn thấy cái này bằng một, các bạn truyền vào một cái object OBJ nè. Thì các bạn sẽ ở đây các bạn thấy cái đít bằng cái chữ object này đúng không? Đấy. OBJ. Ok. Aubergine nè. Được chưa? Rồi, vấn đề ở đây là cô sẽ không để đít nữa mà cô để chi tiết thôi. Ok chưa? Rồi, vấn đề thứ hai nữa, cô phải truyền cái object vào đây. Truyền object vào đây thì có phải là các bạn truyền đúng cái aubergine này không? Truyền cái object vào. Thì các bạn truyền chính nó vào. Đít. Ok, chạy nha. Chạy nha. À, 5 6 7 nhập nha. Rồi rỗng nè, sửa nè. À nó undefined mất rồi. Vậy là nó sẽ không lấy được cái đít ha. Vậy là dữ liệu này nè, nó sẽ không lấy được cái đít này chính nó. Vậy thì mình truyền truyền chính nó vào OBJ. Nó hiểu chuyên, nó phải hiểu là chuỗi. Từ từ ha, cô coi cái đá, cô sẽ show cái đít là cái gì. Ok, alert cái đít. Ok, em thử nha. Sâu dòng, khi sâu dòng cô sẽ coi là alert nhập. À, nó là một object, đúng rồi. Object rồi, ok. Ok, nó là object thì đúng rồi đó. Bây giờ cô sẽ string define đó. String define đó. À, để nhá. Tức là object mà muốn truyền dữ liệu vào thì các bạn nó phải chuyển thành cái nó chuyển thành chuỗi. Nó phải chuyển thành chuỗi thì nó mới đưa vào đây được. Để object là không hiểu, vậy cô sẽ va sv gán bằng reason chấm stringify. Stringify là ép kiểu từ object à chuyển sang cái chuỗi. Rồi alert cái sv nha. Đây đấy, mình không chưa biết nó là cái gì thì các bạn có thể bật nó ra. Ok, show nó lên console log hoặc alert gì cũng được. Đã chuẩn chưa, đít chính nó chưa? Ok, ok chưa? Rồi bây giờ cô truyền vào đít là nó hiểu à? Bấm sửa nè. Bây giờ chưa lấy được đúng không? Chưa lấy được bởi vì mình phải ép kiểu anh này. Đúng chưa? Vậy cô để cái anh này là data đi ha. Cô sẽ để là va
OBJ sẽ bằng reason chấm path ngược lại, chuyển thành cái object path cái data. À, cái data này mình path ngược nó lại thành object nha. Đấy, cái data này là mình path ngược lại thành object là ok. Rồi chạy thử nè nhá. Đó, chạy thử nhá. Rồi cô sẽ nhập nè. Rồi, đã chuỗi ok chưa? Rồi sửa nè. Ây, lỗi gì mấy đứa ơi. Rồi, lỗi nè. Token injection at position 1 nó bị lỗi gì? Span table. Đấy, nó lại bị lại cái token. Coi nha, cái console exception token. Rồi cô lại nha. 22 cái này đi ha. Nó giữ cái gì đó. Đây, móc nhọn nè, mã nè. Cái này là cái này tên nè, toán nè, lý nè, hóa nè. Móc nhọn đúng không? Rồi, bây giờ convert nó sang object thì nó lại bị cái token gì ta? À, convert nó sang object thì nó bị cái gì? Alert cái OBJ thì nó đó, nó JSON parser. Cái này đâu có lỗi gì đâu ta. Đâu có lỗi gì đâu ta. Chuẩn đấy nè nè. Mã tên toán lý hóa. Sửa cái. À, reason path alert OBC là nó lỗi ngay từ dòng này, nó không kịp alert ra luôn nhé các bạn. Tên toàn lý hóa, ok, mã tên đúng rồi. Và cái path này đâu có vấn đề gì đâu ta, path đâu có vấn đề gì đâu ta. Data là một chuỗi, mình path cái chuỗi này, mình path cái chuỗi này thì đâu lỗi. À, sao lỗi đây. Rồi chờ xíu. Search cái recent parser nè, có nó bảo lỗi gì, ok không? Đấy, recent parser syntax error object chấm to string recent new object parser parser. Ok ha. Unexpected. Đây, data. Rồi. À, ok. Này là type of chính answer new object token parser token position 1. Anh này cũng bị vậy ha. New data user list. Reason stringify nữa ha. Stringify rồi mà. To path reason back into object directory.
Israta recent passer payload. Irata Stringify. Stringify cái nữa hả? Sao kỳ vậy? Nó đã Stringify ở trên rồi đó. Khi dữ liệu này đã là Stringify rồi đó, thì tại sao mình lại phải Stringify cái nữa? Kỳ hàng. Không, cô đoán không có được. Được cũng hơi lạ. Được cũng hơi lạ ha. Rồi kệ, mình cứ test đi nha. Rồi. Nhập. Ok. Xong mình thử Stringify cái nữa. À, nó là object. Ôi xa. Nó object rồi. Nhưng mà tại sao lại vẫn undefined? À, nó vẫn undefined. Kìa. Object. Rồi, ép kiểu nữa. Oh. Ép kiểu cái nữa. OBG. Tại sao phải ép kiểu? Alert. Kita. Kita. Đấy. Lại cái ha. Không thì mình truyền cách khác, có cách truyền nữa. Có cách truyền ha. Mình truyền cách khác. Đây ok nè. Phải dữ liệu ra đây đúng không? 1111. Understand. Rồi rồi rồi. Rỗng nè. Ô. Giờ nó ra một cái rỗng. Ồ, nó ra cái rỗng. Rồi, ok đi. Bây giờ cô sẽ sửa lại đây một chút xíu nha. Chỗ này cô không để number nữa, cô sẽ để number ở đây. Là khi tính toán cô truyền F number thôi, cái này cô vẫn để chuỗi. Ok chưa? Cô xem nó không hết lỗi không nha. Đây, cô để number ở đây thôi. Để cái này để nó tính cứ phép cộng lắm, cứ phải để number nha. À, ok chưa? Xóa anh này đi nha. Rồi, xóa anh này đi nha. Ok. Rồi, cái này sẽ là chuỗi. Đúng không? Có sai gì không? Sai cái này chắc chắn. Dit. Ủa? Lỗi chưa? Rồi. Thử coi nha. Đến đây nó có bị lỗi này không? Bỏ cái này đi để tự nhiên Stringify hai lần nó kỳ quá. Thấy nó kỳ cục, xóa bớt một anh đi ha. Rồi alert cái này ngược lại xem nó chuẩn chưa. Rồi. Nhập. Ok, cái này là ok rồi đó. Đúng không? Nó chuỗi nè, rồi sửa lại cái này. Rồi vẫn bị token. Vẫn bị token. Kỳ quá. Vẫn bị token. Rõ ràng là truyền đúng chuỗi. Từ từ nha. Dit. Dit cái này là. À. Ủa. Cô sai rồi. Cô đâu phải truyền dit. Cô truyền SV. Sorry. Cô ngược chuyển SV nè. Nhầm. Chuyển SV. Rồi, SV is not defined. SV nằm đâu? Và string. Và SV. Sao là SV is not defined? À, SV là đổi số, sorry. Vậy cô sẽ để cái này là đổi số, thế nó có truyền vào là bằng cái dấu đô la mốc nhọn. Sorry cả lớp. Nhầm. Cứ lỗi xong rồi mình cứ cắm đầu mình cốt thôi.
Rồi, xem có lỗi không nha. Đấy, ok, mình chuyển cái chuỗi này vào, nhấn. Rồi, end of input rồi. Vậy là cái chuỗi này, chi tiết, cái chuỗi này. Bạn nha, nhìn nào. Cô chỉ lại các bạn nghe cái này nha. Tại sao nó lỗi nè? Nhập nè. Không phải là cái chuỗi này là mã là dấu nháy kép đúng không? Mà đây mình cũng để dấu nháy kép luôn. Cho nên đấy nó lỗi, cho nên chỗ này các bạn muốn đấy thì để dấu nháy đơn nhá, nó hết lỗi nè. Để dấu nháy đơn là hết lỗi nha. Trở lại nè. Rồi ok nha, nhà trả lại nè, bỏ vào đây. Ui vẫn bị hả? Token 1 nữa hả? Ô sao kỳ gì ta? Sao bị cứ token 1 hoài trời. Rõ ràng là cô để cái chuỗi element style layout script body HTML. Bực ta thì p table t body tr 11 td sao này nốt ở number mấy đứa hai hai cộng lại mà ra nốt ở number dã man không điểm trung bình sao nốt ra number yếu kém đúng rồi td rồi Span là mình coi nè, on click nè, chi tiết nè. Đây nè. Dấu nháy kép nè. Có để dấu nháy đơn mà sau ra dấu nháy kép. Stringify chi tiết nháy đơn. Sửa ra chuỗi đúng rồi. À, cái này là một cái chuỗi. Một cái chuỗi rồi ok rồi ok cô sẽ thêm cái này cho các bạn nè chuỗi nè nhảy nè cái này thì ấy một xíu nha không sao hết nha cái này là do dấu thôi cái này để cho cô nhảy đơn nè để cô dùng nhảy đơn nè bao cái biến này cho cô lại 4 4 4 4. Ủa tại sao nó lại ra nó là number? Ok. Ủa sao ở đây nó là number sửa cái nào? Ây da. Invalid token. Trời ơi bó tay cái thằng này. Table nha. Table body. TR dưới. TD cuối cùng. Truyền cái chuỗi này vào cái nháy nháy này ở đâu ra nhỉ? À cái ký tự này kệ nó. Cái chuỗi này cô truyền nó nguyên cả cái chuỗi vào xong bây giờ cô lại đưa một cái chuỗi vào xong ở đây cô lấy cái chuỗi đó cô ép kiểu nó thành cái object. Ôi, mệt ghê ta. Mệt ghê ta. Đấy. Nhập. Đúng. Sửa. Vẫn lỗi. Lỗi á. Invalid. Thôi. Cái kỳ lỗi này tức quá. Đít. Không thể nào. Không thể nào. Nói chung là hơi bực. Stringify cái dict hoặc là dict chấm to string.
object. Nó vẫn là object. Stringify mà ra chuỗi. Stringify nó ra chuỗi thì đúng rồi. Truyền vào một chuỗi thì đúng rồi. Truyền vào một chuỗi. Truyền vào một object. Rồi. Element cái nhà. T body ITR. Và đây là cái TD này. Nó sẽ truyền vào một object. Rồi. Vậy thì bỏ hai cái dấu nháy này đi. Và đây cô khỏi phải patch. Cô khỏi phải patch cái này vô. Lại nha. Ông vừa cũng hơi bực. Tự nhiên vì not a number kia kìa. Ok đúng không? Rồi sửa. Vẫn lỗi. Unexpected identify. Bực bực. Vẫn bực các mày được. Vẫn bực ạ. Làm cách khác được nhưng mà vẫn không cam tâm. Sửa cái lỗi expected undefined. Thế là đến đây là nó đã lỗi rồi. Chi tiết đưa edit vào OBC. Bấm on click vào là nó văng lỗi. Object chi tiết object check. Này sao lại ra một cái object object object. Ôi được rồi. Tạm thời sửa lại bằng cách này. Rồi, để cô coi lại sau thì sửa lại bằng cách này. Mình không có truyền truyền như này thì mình truyền từng cái. Cái này là deep chấm mã. Là một đối số. Đúng không? Chuyện này thì cô không thích lắm. Phải vôi cái này vô. Cái này đổi số mà. Đây. Tên toán lý hóa. Kỳ quá. Nhưng mà thôi tạm thời vậy đi. Thì cô check lại coi sao thì nó không nhận cái object đấy. Nó là ký hiệu, ký từ thôi. Reason sang ấy thôi. Nó đang sót cái từ nào mà nhìn chưa ra. Rồi truyền 4 cha. Ở đây nó truyền 4 đối số nè. Thế chỗ này các bạn thấy là 4, 5 đối số phải đưa vào nè. Mã tên toán lý hóa. Vậy thôi đó. Comment dòng này lại. Cái này là mã tên toán. Xóa anh này đi. Lý hóa. Rồi. Chỗ này có cái hàm tính tổng xếp loại function. Đây. Return number toán nè. Thấy chưa? Sai nè. Cho nên ra lỗi nè. Rồi. Trở lại nhé.
một. Ok, nhập nào. Rồi chưa, đã đúng chưa? Rồi sửa nào. Ra ngược lại đúng chưa? Nhưng mà điểm toán, điểm lý, điểm hóa chưa thể ra. Đấy. Toán lý hóa chưa thể ra. Trích chấm. Trích chấm gì? Sao chưa thể ra tê tê lì để sao chưa thể ra ta đó thì đúng rồi đó nhé. Đây hai 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 nhập nè, rồi bấm sửa nè. Nó fill được tên, nó fill được mã với tên, con toán viết sai hay sao nè. Toán rồi, ông này mới đúng nè. Toán lý hóa chính xác rồi đó. Lỗi cái là nó không có bảo lỗi, có thể bảo mà cô chưa nhìn cũng nên đó. Bấm nè, bấm vô nè, điểm ra chưa. Thì cái này, cái này là thủ công, thủ công chuyên từng giá trị một thì nó thủ công, nhưng mà cũng được hết, cũng được hết ha. Rồi thêm cái nữa nè, đó thêm mới này, nhập nè, được chưa. Sửa nè, ra anh số 3 nè, sửa nè, ra anh số 4 nè, được chưa. Đó, bây giờ các bạn vấn đề là giờ phải cập nhật view nó rồi. View nó rồi thì nhấn cái chỗ sửa ở dưới này nè. Thì dữ liệu đấy nó phải đổi. Thì các bạn phải biết được nó ở index nào. Nếu biết object nào thì nó dễ. Đúng không ạ? Biết object nào thì nó dễ. Bây giờ mình sửa là mình dùng cái hàm set. À, cái set trong cái array á, array thì nó đổi thôi. Thì mình phải biết index của nó để mình sửa. Biết index của nó mình sửa. Sửa trên này xong mình cập nhật đúng cái index của nó. Thì vậy index của nó là D0, D1, D2. Cái này là cô không sửa trên này nhé các bạn, mà cô sửa trên cái array. Sẽ sửa trên array danh sách dữ liệu, xong để cô load lại dữ liệu là xong. Cô gọi cái hàm là load data là xong. Vậy thì bây giờ mình có cái hàm nhập đúng không? Bây giờ mình tạo một cái hàm sửa, đúng chưa? Gọi sửa xong gọi đến cái load data là xong. Và ở đây mình sẽ function mẹ của các bạn đi là sửa đúng không? À, các bạn thêm cái hàm sửa đúng không? Đó, sửa xong thì gọi cái này và clear data nữa là xong. Ok không ạ? Thì bây giờ là cái hàm sửa nè, mình sẽ làm một cái button ở đây. Cô sẽ gọi tới một cái button là sửa nha các bạn. Đây, form. Form. Đấy, input ha. Ok, cái chuyển đổi số chưa thỏa mãn lắm mà thôi kệ đi, cho các bạn phải mất thời gian các bạn. Đây, cô thêm một cái nữa là input button value là sửa ha. Rồi cũng on click nè, gọi tới hàm là ép sửa ha. Đó, cái hàm sửa, bây giờ hàm sửa làm sao nào. Vậy giờ khi cô mà lưu trữ dữ liệu nhé các bạn, các bạn lưu này, cô sẽ có một cái biến dùng chung, cô để là biến index và current, current index nha. Tức là cái chỉ số hiện thời các bạn đang truy xuất là chỉ số nào, cô tạm thời cô bằng -1. Tức là cái mảng của mình ấy thì bắt đầu từ 0. Mảng -1 tức là coi như không có, đúng không ạ? -1 là chắc chắn không có rồi đó. Vậy thì mảng của mình sẽ bắt đầu từ 0. Vậy thì mình sẽ bây giờ nhé, khi cô bấm cái nút sửa này nè, chi tiết này nè, thì cô phải lưu lại cái index. Cô đang chỉ số bao nhiêu. Đấy nhé, khi cô bấm nè, thì ở đây á, thì nó sẽ có một vấn đề như sau. Cô đang ở, đang ở trong hiện tại object, cho nên ở đây cô sẽ không truyền được cái việc là cô đang để cả, cô đang ở một cái, cô đang ở một cái object thứ mấy. Đó là một cái khó, tại vì cô đang ở chính nó cho nên cô không biết được. Muốn biết á thì cô ở đây cô biết nè.
Cô ở đây cô sẽ biết nè. Đây nè. Khi cô chạy cái chỉ số y này nè, cô mới biết là cô đang ở cái vị trí nào. Còn khi cô đang ở chính nó thì cô không biết. Vậy thì khi các bạn gọi tới xuất dòng, các bạn có thể truyền cái index vào cho cô. Cô truyền đúng cái y vào. Được chưa? Nó hay gì đó. Cô truyền cái y vào. Và đây ở đây cô phải sửa lại cái hàm hàm này của cô một chút xíu. Là cô sẽ sửa cái này là current index, index. Cô truyền vào cái index vào đây. Còn index đây ở đâu truyền thì cô không biết, nhưng cô truyền cái index vào đây. Và ở đây cô truyền thêm một cái index vào đây nữa nha. À, cô truyền một cái index vào cái chi tiết chẳng hạn. Đúng không? À, hoặc là các bạn gán cho cô. Khi nhấn vào chi tiết thì gán luôn. Đây. Nhấn vào chi tiết thì gán cái index nha. Cô truyền index vào chi tiết nha. Cô truyền vào cuối đi ha. Truyền vào cuối nè. Mình cần cái gì mình truyền cái đó thôi. Mình truyền cái index vào đây. Đúng không? Rồi, và trong cái hàm chi tiết á, cô chỉ cần viết một cái rất là đơn giản thôi là current index là cái trên này nè. Current index này nè. À. Current index sẽ gán bằng cái index các bạn truyền vào. Cô sẽ truyền vào cái index đúng không? Nó sẽ gán bằng cái index các bạn truyền vào. Đó, các bạn có thể log ra cái current này xem nó là bao nhiêu. Rồi. Vậy thì cô đã có, nếu current index này mà lớn hơn hoặc bằng 0 thì cô mới sửa nha. À, nếu cách sửa cô đâu? Hàm sửa cô đâu? Hàm sửa dưới này. Đây, sửa nè. If current index, Được chưa? Nhỏ hơn 0 thì các bạn return luôn, thoát khỏi hàm luôn. Hoặc là các bạn có thể set để ẩn cái nút sửa. Mà từ từ đã, cái này là return luôn, đừng có làm gì á. Được chưa? Bấm sửa không làm gì hết, return luôn ngược lại nè. Hoặc là không ngược lại đi. Tức là nó sẽ này, nếu mà current index nhỏ hơn 0 thì nó return rồi. Còn lớn hơn bằng 0 thì nó sẽ chạy tiếp, không cần else nữa. Cô không cần else, tại vì cái hàm return của cô á, là hàm đấy thoát, cái câu lệnh return là thoát khỏi hàm luôn. Những cái câu lệnh sau nó không có thực hiện. Hiểu không ạ? Thì ở chỗ này nhá, cô bây giờ cô sẽ làm gì nè? Đương nhiên current index mà lớn bằng 0 thì cô sẽ cập nhật thôi. Thì cái cập nhật thì bắt buộc cô phải lấy giá trị của anh này để cô sửa lại. Vậy cô sẽ cập nhật và thêm mới. Sửa và thêm mới, bản chất nó gần giống nhau. Đây. Ok. Đấy. Ok. Sửa, cô ra một cái mới. Đây. Cập nhật nha. Đây. Thì ở đây có một cái nhược điểm nè, để chung với object thì bắt buộc phải để chung hết, để riêng nó không chịu. Bây giờ cô sẽ cập nhật nè. À, cô sẽ không new cái mới mà cô sửa từng cái một. Ok không? Cô sẽ không new cái mới mà cô sẽ lấy cái phần tử tại cái vị trí nào đó, cô sửa từng cái một. Vậy ở đây cô sẽ lấy cái phần tử ở vị trí nào đó. Đây. Nhìn nhá. Mảng của cô là anh này. Được chưa? Mảng của cô là anh này. Và vị trí của nó sẽ là cô để cái index, current index. Đúng không? Cô sửa mã bằng mã, cô sửa tên bằng tên. Vậy cô chỉ cần anh copy anh này thôi. Chưa? Đó. Cô sửa mã bằng mã, tên bằng tên, đấy, điểm toán lý hóa xong. Và cô load lại dữ liệu. Ok, chạy thử nhá. Cô sẽ load lại nè. Bây giờ cô sẽ để là PS01 hóa 678. Ok, nhập. Rồi thêm cái nữa. PS02 nam. Rồi đấy, 5, 6, 7. Như vậy, nhập. Rồi, sửa nào.
Why, why, why? Và is not defined. Khoan khoan. Quản lý sinh viên PS01, PS02. Bỏ mua đây xong lại nhận ra cái PS01. Từ từ nha. Nó bị lỗi gì đây nè. Chi tiết nè. PS01 nè. Hoa nè, 678 index 0 đúng rồi nè. Ồ, khi nãy không lỗi mà giờ lại bị lỗi. Why? Ôi giời. Ok. Vậy cô sửa lại một chút xíu chỗ này. Cái này cô để nó là chuỗi nhé. Để chuỗi nha. Chấp nhận để chuỗi nha. Mã tên toán sao nhảy kỳ ta, nhảy kỳ cục gì. Ditch toán đây, toán lý hóa, toán khỏi nhá. Toán không cần, làm gì cô không cần, kệ đi. Thử nha. À nó nhảy, nó cắt này. Lại nha. PS01 à, 5 2, 3, 4 nhập 02 3 8. Rồi sửa. Ok rồi nhá, sửa. Bây giờ Nam nè, cô ghi là Văn Nam. Cái này là 7, 8, 10. Nhập nè, sửa nha. Đó, Văn Nam nè, 7, 8, 10 nè. Rồi nè, sửa chưa? Sửa thành công chưa? Ok không? Tức là mình lấy được cái index là mình có thể sửa được index đó. Bây giờ cô sửa là anh này. Là cô sửa là 9 đi. PS02 sửa là 9 đi. Sửa nè. Đấy chưa? 9 nè. Chuyển thành giỏi nè. PS02 nè. Ok chưa? Vậy thì cái việc mà mình sửa là mình phải lấy được cái index. Các bạn lưu ý là cái này hoàn toàn làm trên dữ liệu nhá. Cũng không hề là agile hay là làm gì đến cái nốt cả. Khi các bạn làm cái nốt là các bạn đã làm HTML rồi, hiểu không? À, làm HTML rồi. Xóa cũng tương tự, xóa cũng tương tự thôi. Xóa thì các bạn cũng lấy được index, các bạn truyền index vào các bạn xóa thôi, chứ không cần truyền thêm dữ liệu gì cả. Tại vì xóa thì cũng chẳng cần phải sâu, xóa thì chỉ cần hỏi người ta là bạn chắc chắn xóa hay không và các bạn xóa thôi, được không? Vậy thì tiền đây cô sẽ làm xóa luôn. Đây à, cái này là cái logic thôi, xóa nè. Thì ở đây thì các bạn trong cái nút xóa này nè à, cái nút xóa các bạn đâu rồi? Xóa ở đây. Xóa đây. Thì các bạn cho cô cái on click nè. Được chưa? On click nè. Bằng nè. À cái này là xóa nè, ép xóa luôn. Cô gọi từ nút xóa luôn. Nhưng mà cô phải truyền cái index vào. Thế nên đấy cô sẽ để là đô la nè, móc nhọn nè. À index vào nè. Ok. Đóng xóa lại. Móc tròn. Chấm phẩy đóng cái nút xóa lại. Đó. Thì khi làm nút xóa thì các bạn là viết cái hàm xóa cho cô thôi. Viết cái hàm xóa đây, function ép xóa đi. À đương nhiên cái này là index rồi. Truyền index vào mà. Đó. Thì xóa thì chỉ cần remove thôi. Đúng không ạ? À, cái xóa mảng là dùng cái gì nhỉ? Xóa mảng thì nó có một cái là
Trong array trong JavaScript của nó có một cái hàm là hàm slide đó, post, put với pop là nó xóa nhưng mà cái đầu hoặc cái cuối thôi à, nhưng pop nhưng mà cái muốn xóa một cái phân tử bất kỳ thì mình phải dùng cái hàm khác, hiểu không ạ? Mình dùng cái hàm khác, ok không? Ui quá ngày luôn này hả? Rồi bây giờ nhá, ôi ngồi lâu hàng rồi, bây giờ mình sẽ thêm cái nha, mình sẽ làm hỏi chắc chắn xóa hay không thì mình sẽ if nè, viết cái hàm confirm, cái hàm mà kiểm tra chắc chắn xóa hay không thì trong JavaScript nó là cái hàm confirm là bạn chắc chắn xóa hay không đó, nếu yes thì xóa nhá, còn ngược lại thì nó không làm gì cả, thì nếu là confirm cái này mà bằng yes ok thì nó thực hiện, thì mình cái con cancel nó không có làm. Ok thì đây các bạn viết code ở đây thôi, cô có index rồi, có mảng rồi thì nó sẽ có một cái hàm, các bạn lên đây nè, các bạn lên W3 school nha, nó có cái hàm để xóa, các bạn vào cái JavaScript nè, cái array nè, còn cô vào reference luôn đi, JavaScript nè, các bạn có cái array nè, cái mảng nè, nó có là cái xóa à, put là add new ha, còn cái pop là remove ha, nhưng mà nó là remove last element à, nhưng cái này cái put là add new một cái và nó là end of element tức là cái cuối cùng đúng không, shift là remove nhưng remove phân tử đầu tiên à, bây giờ slide nè, select a part of array and return new array mới, tức là nó sẽ xóa bỏ cái phần cũ lấy cái phần mới, slide hay là supply add remove element from array này, đây supply nè, ok chuẩn chưa? Vậy mình sẽ dùng cái hàm supply, nhìn nhá, nó cho phép mình add hoặc là remove một cái phần tử bất kỳ đúng không, đây add hai element vào vị trí 2, à, tại vị trí 2 remove 2 item nè, tại vị trí 2 0, 1, 2 remove 2 item thì cái này nó sẽ remove cái apple và cái mango, vậy thì cô sẽ à 0, 1, 2 đúng rồi, nó sẽ remove cái apple hoặc cái mango, nhìn nha, nó sẽ remove cái đúng rồi thấy không, cái apple và mango, còn lại cái orange kiwi nè, đúng chưa? Vậy thì mình supply mình một phần tử thôi tại vị trí nào đó là ok đúng không, là remove quá dễ đúng không ạ? Đấy vậy thì ở đây mình sẽ là gì đây ạ, à, array của mình là array sv, mình có một mảng rồi các bạn nhé, rồi mình mới supply à tại cái vị trí index và mình chỉ remove một phân tử thôi, ok là xong, có thể bật ra alert là bạn đã xóa thành công gì đó, ok rồi, còn không thì thôi tùy các bạn nhé. Bây giờ mình test thử nhá, cái này là abc gõ đại đi ha, 5 6 7 nhập cái thêm cái nữa PS02 KKK 789. Rồi, cô sẽ xóa cái anh PS02 nhá, nhưng mà tôi xóa cái ở giữa. Có mã undefined, tên cho undefined luôn. Đấy, ông này undefined ông học giỏi lắm đúng không? Ok, nhập. Tên là undefined chứ không phải là dữ liệu undefined nhá. Bây giờ cô xóa 02 đi nè, cô xóa nè. Sẽ hỏi là bạn chắc chắn khoa không, cancel này, nó không làm gì. Bây giờ xóa lại nhá, xóa, ok cái này. Rồi, à, chưa load dữ liệu, sorry. Bản chất là nó xóa rồi đó, nhưng chưa load dữ liệu ha. Hi hi hi, xóa xong nhớ load cho cô nha. Xóa mới load, còn không xóa khỏi làm gì hết. À, upload luôn ha. Ok. Mất công gõ, đúng không? Ok,
Ok, nhập 25PS02 789. Nhập. Cô sẽ xóa cái PS02 để các bạn nhìn cho rõ ha. À. Ok, nhập nè. Giờ cô xóa cái PS02 nha. Xóa nè. Yes. Thấy chưa? Mất PS02 rồi, thấy chưa? Tức là dữ liệu nó mất rồi đó. Ok. Rồi xóa đi file luôn nè, xóa nè. Ok. Mất và anh này thì xóa luôn là mất nè. Được chưa? Mất dữ liệu thật đó, chứ không phải là mất cái ấy đâu, cho các bạn có thể coi log, coi cái log của nó, dữ liệu là nó đó đã mất rồi đó. Đấy, rỗng rồi đó, thấy không? 3 nè, 1 2 3 nè, object rỗng rồi. Ok chưa? Supply là xóa là xong. Vậy là mình vừa làm theo xem điểm sửa xóa. Còn khi nào đến một cái bài validation thì cô nói sau. Cái bài validation nó tương đối dài cho nên cô nói sau. Cái này cũng dài lắm rồi.